Trong điều kiện hiện nay, làm việc học tập online là giải pháp được ưu tiên lựa chọn. Việc làm này vừa có thể đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đồng thời đáp ứng được yêu cầu hiệu quả công việc. Tuy nhiên thì rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các nhà mạng viễn thông và các đơn vị sử dụng dịch vụ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để đồng hành cùng khách hàng trong làm việc và học tập online, Mobile Phone đã triển khai gói sản phẩm Mobile Edu M-School để cung cấp kiến thức giáo dục trực tuyến trên nền tảng số, xây dựng phòng học trực tuyến, tạo tương tác giữa giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã xây dựng sản phẩm phần mềm học trực tuyến để giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xử lý công việc kết nối với khách hàng. Chúng tôi đã đẩy mạnh cái quá trình đầu tư mạng lưới và hiện nay tại địa bàn tỉnh Nghệ An thì cũng đã phủ sóng 4G lên đến 98% số lượng xã, để đảm bảo rằng là các cái dịch vụ này anh có thể vận hành một cách rất là tốt. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang triển khai nhiều cái chính sách giúp cho khách hàng có thể tiếp cận, trải nghiệm cũng như nâng cao cái năng lực chuyển đổi số. Thì Mobifone tiếp tục cam kết là đồng hành, chia sẻ với các cái đối tượng khách hàng, cá nhân, doanh nghiệp. Cũng là đơn vị kinh doanh viễn thông nên công nghệ thông tin đã được VNPT Nghệ An khai thác tối đa trong làm việc online cũng như điều hành sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc đảm bảo các phần mềm dùng chung hoạt động tốt trong bối cảnh dịch COVID-19 như VNPT Meeting, Zoom, đơn vị cũng đã xây dựng các ứng dụng để tự động phát hiện hư hỏng, trao đổi tương tác trực tuyến với khách hàng. Về công tác xử lý hệ thống thì thường xuyên rà soát để phát hiện lỗi, kịp thời xử lý chủ động cho khách hàng. Thứ hai là tương tác với khách hàng để hướng dẫn khách hàng chủ động xử lý tại nhà. Rồi các cái hệ thống xử lý thì chủ yếu khai thác là tự động, như tự động báo hỏng, nghiệm thu tự động và các cái hệ thống là đo quét liên tục để phát hiện xử lý cho khách hàng. Các cái công cụ ở hệ thống hỗ trợ thì anh em cũng tương tác hỗ trợ thường xuyên để kết nối đảm bảo hệ thống liên tục và không ảnh hưởng gì đến chất lượng phục vụ khách hàng ở trong cái mùa dịch. Mặc dù các đơn vị viễn thông như Mobifone, VNPT, Viettel đã cơ bản đáp ứng các sản phẩm để phục vụ học tập và làm việc trực tuyến, tuy nhiên, đây là những phần mềm độc lập của các nhà mạng. Chất lượng và hiệu quả lại phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống đường truyền Internet và thiết bị đầu cuối. Thực tế triển khai cho thấy, bên cạnh làm việc online ổn định khi được các cơ quan đơn vị có trang thiết bị đầy đủ, thì việc dạy học trực tuyến lại còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với vùng nông thôn, vùng miền núi. Đây cũng là thời điểm mà hàng trăm trường học các cấp trên địa bàn tỉnh bước vào dạy và học trực tuyến. Thì Sở Giáo dục Tạo cũng đã ban hành các cái kế hoạch hướng dẫn một cách cụ thể. Trong đó thì Sở đã chia cái khung thời gian học tập cho từng khối để tạo cái điều kiện cho các cháu. Đồng thời ở những cái vùng sâu, vùng xa hay những vùng khó khăn thì Sở cũng đã cho các nhà trường rồi là các phòng giáo dục đào tạo linh hoạt trong việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã trực tiếp làm việc với các cái nhà mạng để là yêu cầu các cái nhà mạng cung cấp phải là cam kết với ngành giáo dục đào tạo. Thứ nhất là cam kết về đảm bảo cái đường truyền. Cái thứ hai nữa là cũng là mong muốn các nhà mạng là hỗ trợ cho các địa phương từ cái các cái phần mềm đến cán bộ kỹ thuật để cho các nhà trường, nhất là các cái giáo viên dần để làm quen với cái việc là cái học trực tuyến, học online. Để công tác làm việc, học tập trực tuyến đạt hiệu quả cao, rất cần sự phối hợp và cùng vào cuộc của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh. Trước hết, cần đảm bảo băng thông rộng, cơ sở hạ tầng, từ máy tính, phần mềm đến đường truyền đảm bảo chất lượng cũng như số lượng người tham gia. Các cơ quan đơn vị và ngành giáo dục cũng cần có sự lựa chọn ứng dụng phù hợp để đưa ra các giải pháp làm việc và học tập trực tuyến hợp lý nhất.